Đồ gỗ Mộc Nam Huy, xin chào. Vâng, hiện tại thì Mộc Nam Huy đang có cơ hội được đón tiếp hai vợ chồng chú Trắng ở trên Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, cô chú tới cơ sở Mộc Nam Huy kiểm tra và ký nhận bộ ghế Minh Quốc Đào cột 10 trên chất liệu là gỗ gõ đỏ. Tiếp tục các cái video bán hàng cho các khách hàng từ nơi xa tới cơ sở Mộc Nam Huy thì luôn luôn có các cái video Mộc Nam Huy quay cái quá trình mà khách hàng kiểm tra ký nhận các cái phần gầm đáy của sản phẩm trước khi sơn. Ở đây là một cái video mà Mộc Nam Huy vẫn làm thường xuyên, và hiện tại thì đang là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 23 tháng 10. Khi khách hàng kiểm tra kỹ các cái sản phẩm của mình, quý anh chị ký nhận lại dưới các cái phần gầm dưới để sau này khi sơn hoàn thiện xong sản phẩm, quý anh chị có thể kiểm tra lại cái chữ ký của mình để xác nhận lại cái hàng của mình. Vâng, và hai bộ ghế này ở trong lô là có hai bộ, thì hai bộ được làm trong cùng một cái tiêu chuẩn và nó giống nhau hết. Tuy nhiên thì Mộc Nam Huy có một cái chính sách, đó là cứ trên hai bộ, và các sản phẩm gì cũng vậy, kể cả bàn ghế ăn hay bàn ghế salon, cứ trên hai bộ thì khi khách hàng tới xưởng thì cứ thoải mái xếp, cứ miễn làm sao căn thành bộ là được. Thì Mộc Nam Huy cũng có hỗ trợ cùng với cô chú để lựa một bộ để xếp vào để cho ưng ý theo ý kiến của gia đình. Còn tiêu chuẩn của bộ ghế này thì quay qua các phần gầm rồi, quý anh chị cũng xem rồi, tiêu chuẩn của cái chất cây đẹp nhất và sạch nhất. Dùng từ không tì không vết thì không được, tại vì gỗ thì không thể nào mà chúng ta yêu cầu cái quá cao như vậy được. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn của bộ ghế này có được là sạch nhất quý anh chị nhé. Khách hàng là kiểm tra mộc, ký nhận mộc rồi mới sơn. Và đây là một trong những cái tiêu chuẩn rất cao của cơ sở Mộc Nam Huy, và nó là một cái tiêu chuẩn mà không phải lúc nào quý anh chị mua nó cũng có sẵn, và đặc biệt thì đã vào trong cái thời điểm gần như là cuối năm rồi. Đây là một thời điểm mà khách hàng chọn mua đồ gỗ rất là nhiều, và như cô chú đây thì cô chú đã tới cơ sở Mộc Nam Huy một lần rồi, và lần trước cô chú tới thì chưa có hàng, cho nên là hôm nay Mộc Nam Huy ra được hai bộ thì mời cô chú tới trước để cô chú lựa trước quý anh chị nhé. Đó, đây là các cái phần gầm đáy của sản phẩm. Tại sao khi quay các cái video hàng mộc như này, bên cơ sở lại không có quay các cái hàng mặt tiền nhiều mà lại tập trung quay vào các phần gầm đáy? Tại vì khi mà quý anh chị có đi mua đồ gỗ ở bất kỳ đâu thì Mộc Nam Huy cũng khuyên quý anh chị một điều, đó là cái khi mà anh chị đi mua đồ gỗ đấy là chúng ta mua gỗ chứ không mua nước sơn. Cho nên là các cái phần gầm dưới nên kiểm tra, nên kiểm tra. Và đối với các sản phẩm mà ví dụ như có từ hai bộ trở lên tại cơ sở của Mộc Nam Huy thì quý anh chị cứ yên tâm thoải mái một điều, lựa chọn thoải mái, cứ biết làm sao vừa ý của quý anh chị là được. Ở đây thì các sản phẩm khi quý anh chị đi mua là trạng thái là còn mộc hết, cho nên là rất dễ để quan sát, rất dễ để kiểm tra. Đó, và ở đây Mộc Nam Huy có hai bộ đó, thì cố gắng đã xếp thành một bộ, dồn thành một bộ cho khách hàng đẹp nhất có thể để khách hàng quý anh chị ưng ý nhất. Đó, thì đây là một cái cách, đây là một cái cách bán hàng có thể coi như là rất là cẩn thận rồi. Đó, khách hàng quý anh chị có cẩn thận đến đâu nữa thì Mộc Nam Huy cũng gọi là hết sức để phục vụ rồi, đúng không ạ? Từ lúc mua mộc, kiểm tra mộc rồi cho tới lúc mà sơn hoàn thiện, nói chung là tất cả công tác đều có video, và tất cả các cái cách mà Mộc Nam Huy làm là đều hỗ trợ khách hàng một cách tối đa. Vâng, và tiêu chuẩn của bộ ghế này là tiêu chuẩn 6 món một băng dài, một bàn, hai ghế đơn và hai ghế đôn. Sản phẩm có giá là 36 triệu sơn hoàn thiện. Xin lưu ý là tiêu chuẩn của cột 10 sẽ không có nhiều như là cột 12 quý chị nhá. Tại vì các cái hàng cột 10 này thì Mộc Nam Huy không có, nói thực sự là hàng cột 10 này là gần như là rớt gỗ thôi chứ cũng không có tập trung quá nhiều. Còn trên các hàng 12 thì Mộc Nam Huy đang trong trạng thái là cháy hàng. Hiện giờ thì các bộ Minh Quốc Đào cột 12 gỗ gõ đỏ cùng tiêu chuẩn này hiện giờ không còn dư bất kỳ bộ nào. Tuy nhiên thì trong thời gian sắp tới, vài ngày tới thì Mộc Nam Huy sẽ ra tiếp được một lô nữa để phục vụ thêm cho quý anh chị khách hàng. Và cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Một tiêu chuẩn rất mới của cơ sở Mộc Nam Huy trong năm nay, đó là tiêu chuẩn của cái chất cây đẹp nhất và sạch nhất có thể. Còn từ không tí không vết là sẽ không có quý anh chị nhé, sạch nhất và đẹp nhất. Quý anh chị xem clip trên YouTube nhiều, quý anh chị cũng để ý nhé. Sẽ chẳng có mấy cơ sở mà quay sản phẩm mà lại tập trung quay quá nhiều và các phần gầm đáy như thế này, nếu như sản phẩm không thực sự chất lượng.
Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn cô chú Trắng rất nhiều. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp.